chị thì chả bao giờ ai dùng điều hòa cả. Chỉ có dùng máy sưởi thôi. Vì nó mát, nó khi nào có 19, 17, 18 độ là cùng. Còn bây giờ cả nhà ơi, mình sẽ cho cả nhà xem cái bụi hoa mai nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Xuân ở Việt Nam thì đã hết rồi, nhưng ở bên này thì mới bắt đầu còn xuân. Xin chào mọi người đã đến với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ. Hôm nay mình sẽ làm một cái video cho cả nhà tham quan làng xóm xã huyện của cái nơi mình đang sinh sống và định cư cả nhà nhé. Hiện tại là mình đang đi trong một cái xóm. Mình đã đi được một tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Đã đi bộ được một tiếng đồng hồ rồi. Nên là bây giờ mình giờ sực nhớ ra là ủa sao đi bộ nhiều thế này, mà đã trong quay lại những cái video cho cả nhà cùng xem là cái làng của mình nhá. Thì đi bộ thì nó như nào, có đẹp không, có yên bình không, và có sợ không bây giờ cái dịch Corona nó đang chẳng làm như nào á. Thực ra là nó cái khu của mình đây hiện tại này, cái chỗ này thì chưa có một cái ca nhiễm nào cả, nên là vẫn đang an toàn. Thì các gia đình vẫn cho các bé đi bộ bên ngoài và đi dạo như này này, nhưng mà không, vẫn hạn chế cho các bé đến những cái nơi đông người. Bây giờ là đây, mình sẽ cho cả nhà xem qua một chút về cái xóm cái làng của mình nhé. Hôm nay nhà mình sẽ đi bộ khoảng tầm 20 cây số. Hiện tại là mình cũng đi được rất là nhiều rồi đó. Mà hỏi có mệt không thì mình đi quen rồi, mình không mệt. Hầu như nhà nào ở bên này họ cũng để những ông già Noel như này. Nó thấy cả nhà rất là dễ thương đúng không? Con muốn đi đường mốt. Con trai mình sẽ đi đường tên này. Papa, hello thúc con hỏi. Hello. Bây giờ mình sẽ quay ngược video này, cả nhà cùng xem nhé. Nắng lắm, nắng chói chang lắm. Trước khi đi đã phải trước khi đi bộ như này á, mình đã phủ qua một lớp kem chống nắng rồi, nhưng mình vẫn sợ. Mình vẫn sợ là sẽ bị nám hoặc tàn nhang lên. Nào, bây giờ mình sẽ quay video lại cho cả nhà cùng xem này. Đó. Nhà cửa ở bên này thì rất là đơn giản thôi cả nhà, không mà không cầu kỳ. Chỉ có những cái ngôi nhà cổ thôi thì mới nhìn nó phong cách cổ điển á, là nhìn những cái ngôi nhà cổ thì biết liền. Đó. Còn đây, những người đang tập, đang đi xe đạp và đang cho trò đi theo. Những em về vẫn luôn. Hello. Bạn nó nhỏ đó, bạn nó 2 tuổi mà bạn nó đi bố mẹ cho bạn đi, còn con 6 tuổi đi con vẫn mệt. Hoa rất là đẹp cả nhà. Đây là cái làng của mình ở cả nhà nhé. E for yen hả? Lưu qua E for lon khá? E for yen, auto mày lù. Lần đầu tiên thầy Thụy Sĩ có một cái căn nhà có điều hòa. Vì cái thầy kia Thụy Sĩ thì chả bao giờ ai dùng điều hòa cả. Chỉ có dùng máy sưởi thôi. Vì nó mát, nó khi nào có 19, 17, 18 độ là cùng. Còn bây giờ cả nhà ơi, mình sẽ cho cả nhà xem cái bụi hoa mai nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Xuân ở Việt Nam thì đã hết rồi, nhưng ở bên này thì mới bắt đầu còn xuân. Muốn đi đường bố con? Hả? Đơn đai cả, đơn đai cả. Kít bịt léo á, đơn thang đi cả đai. Mình sẽ đi lên trên này. Xung quanh cho cả nhà cùng xem là cái làng của mình nhá. Như nào cả nhà nhá, đấy. Nhà cửa rất là bình thường và rất là yên bình, không
kiểu không xô bồ hay là không hào nhoáng giống như ở bên bên nước mình nhé. Nên là mình sẽ quay tất cả những cái làng của mình cho cả nhà cùng xem. Mình tổng đã đi được một đoạn đường rất là xa rồi, khoảng được tầm bây giờ chắc phải đi 10 cây số rồi cả nhà. Mà hôm nay là chủ nhật nên là gia đình mình sẽ đi bộ cho các con đi dạo đấy, ra bên ngoài đi dạo và tham quan. Chỉ có đi bộ trong làng mình thôi chứ mình không đi tham quan những cái nơi nào to lớn hay là những cái nơi nổi tiếng cả. Đấy. Nào, cả nhà cùng xem. Đây là ngôi nhà rất là bình thường đúng không ạ? Mình thích ở đây là phong cảnh này, hoang sơ mộc mạc mà đậm chất kiểu ở bên này thì nhà cửa người ta không làm bờ tường cao giống như ở Việt Nam mình, mà người ta sẽ đi bằng thép gai cả nhà hoặc là trồng cây để làm bờ tường. Đây, những ngôi nhà nhỏ nhỏ thấp thấp như này thôi nhưng bên dưới cũng mấy tầng. Đẹp quá trời luôn cả nhà, nhìn mình rất thích những cái căn nhà như này. Không cần phải mài móc gì, cầu kỳ gì. Nhưng mà đồ nội thất và đồ sử dụng thì rất là đạt tiêu chuẩn và rất là đắt. Đồ con kè nó là thăm ban vậy. Con đi xa xa, ông đang con. Trời ơi, ông đang đi không được mà con lại đun vô trong ông. Đi xa xa ông đó nha. Nhà rất thấp đúng không ạ? Căn nhà rất là thấp. Tôi không quay lại được.